Đất xanh phát đạt bị làm sao vậy? Hello, kính chào quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Trịnh Phát. Em là Tuấn và em xin kính chúc quý anh chị vào xem video có thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé. Chúng ta lại quay lại với nhau trong chương trình nhận định thị trường sau phiên giao dịch. Kết thúc phiên ngày hôm nay, buổi sáng thì em thấy vẫn là những cái rung động rất là nhỏ nhẹ của thị trường thôi. Nhưng đến ban chiều thì mình thấy được ở trên cái đồ thị nhiệt ở trên màn hình đây rồi. Đây là nhóm bất động sản đã có những cái sự đạp về cuối phiên rất là phát đạt và đất xanh, hai mã cổ phiếu là nhóm dẫn dắt trong nhịp hồi phục vừa rồi của thị trường. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ xem là liệu đất xanh và phát đạt hôm nay giảm nhiều như thế thì có xấu không và nhà đầu tư phải hành động như thế nào trong đoạn này. Anh chị nhá. Rồi bắt đầu thôi. Hôm nay thì VN-Index đóng cửa 1287.84, giảm 4,3 điểm. Giảm 4,3 điểm thôi nhưng mà nhìn trên toàn thị trường thì thấy rất là nhiều sắc đỏ. Sắc xanh thì có một vài cổ phiếu như là TP Bank, Techcombank hay là AIB. Ngoài ra thì nhóm chứng khoán chúng ta có ORS ngày hôm qua tăng trần thì hôm nay tăng tiếp tục 3,5%. Còn lại các mã cổ phiếu khác đều là sắc đỏ hoặc là loanh quanh tham chiếu. Hôm nay là một phiên giao dịch mà nếu mà để nói về tích cực thì chúng ta đang giữ được ở quanh khu vực 1290. Còn tiêu cực là nó đang có những dấu hiệu chỉnh mà chúng ta cũng chưa biết được là bao giờ sẽ vượt 1300. Giữ nguyên cái quan điểm trong những video lần trước thì em đã nhắc anh chị vào ngày thứ hai, kể cả trên nhóm hay là ở trên video, thì em cũng đã chia sẻ về việc là khi mà tuần trước nó không vượt được 1300 ấy, thì tuần này nó sẽ đánh rất khó chịu. Sẽ có những phiên mà nó kéo lên để cho nhà đầu tư FOMO và sẽ có những phiên đạp xuống bắt nhà đầu tư phải bán hoảng loạn, và những nhà đầu tư nào yếu tim không chịu được thì sẽ mất hàng trước khi vượt 1300. Sớm hay muộn thì chúng ta sẽ có vượt 1300 trong giai đoạn tới đây thôi. Vĩ mô đã tốt rồi, liên thị trường ổn và cái form của VN-Index là một form sẵn sàng để vào con sóng đầu cơ mới. Nên anh chị yên tâm là mặc dù có những cái điều chỉnh nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ vượt 1300. Chỉ có một điều đấy là một số những cái mã cổ phiếu trong ngày hôm nay đất xanh phát đạt thì chúng ta sẽ cần phải mổ xẻ thêm thôi anh chị nhé. Về mặt thanh khoản thì buổi sáng nay tiếp nối cái đà giảm điểm từ cuối phiên ngày hôm qua thì hôm nay sáng nay thanh khoản nó có tăng lên một chút, nhưng về sau nhìn chung về cái mức độ giao dịch thì nó đều giảm. Nhà đầu tư ở giai đoạn này rất sợ rồi. Nhà đầu tư nào bán thì vẫn đang bán, nhưng mà nhà đầu tư mua thì cũng không dám mua ở giai đoạn này. Thế nên là chúng ta đang có những cái phiên mà nó siết volume lại. Tổng thanh khoản giao dịch ngày hôm nay của VN-Index nó chỉ khoảng 768 triệu cổ phiếu, nếu mà so với con số khoảng gần 1 triệu vào ngày hôm qua thì đây là một cái mức thanh khoản em đánh giá là siết volume lại tốt, và chúng ta sẽ cần những cái phiên siết volume lại như thế này hơn. Tại vì nếu mà nhìn vào đồ thị, lát nữa thôi em sẽ cho anh chị xem về phần đồ thị, thì chúng ta đã có những phiên giao dịch mà biến động rất lớn kể cả trong phiên hay cuối phiên, để có những phiên volume nó hơi to rồi thì mình sẽ cần siết volume lại ở đây. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, hôm nay nước ngoài vẫn tiếp tục mua dòng. Hôm nay nước ngoài mua dòng 256 tỷ, trong đấy mua rất nhiều Techcombank, mua P&G, FPT, Vinhome, TPBank, Vietcombank. Hôm nay bán VP, bán HPG, bán DPM, bán HDBank và bán CTG. Đến luôn với đồ thị VN-Index thì góc nhìn của em sau ngày hôm nay trên thị trường chung thì sẽ không có gì thay đổi anh chị nhé. Sẽ có những phiên mà liên tục đẩy lên để cho nhà đầu tư FOMO, và sẽ có những phiên đạp xuống để ép những nhà đầu tư nào yêu bóng vía là phải bán, cũng như là sẽ có rút chân thôi. Hôm nay thì cái chân nến này rút nó không được mạnh mẽ lắm, tại vì hôm nay đạp cuối phiên. Thì cái tình trạng này nếu mà không mất đi 1270 thì anh chị vẫn cứ giữ hết sức là bình tĩnh, hết sức bình tĩnh anh chị nhé. Vị thế của chúng ta là như vị thế đã có lãi rồi, và việc mà mình cố gắng gồng thêm để có một cái vị thế đẹp trước khi mà vào chân sóng thì sẽ là một điều mà em phải nhắc đi nhắc lại, là một điều rất quan trọng. Nên là anh chị hãy cố gắng ở giai đoạn này, nhất là thị trường nó chỉ chỉnh có 4 điểm thôi, thì cố làm sao để đừng FOMO hay là đừng có quá bi quan để mà bán mất hàng ở trong cái giai đoạn này. Đấy, và cái mốc an toàn của chúng ta là mốc 1270. Nếu mà mất đi 1270 thì chúng ta mới cân nhắc đến chuyện là xử lý và bảo vệ tài khoản. Đấy, nếu mà chúng ta giữ được ở vùng này thêm khoảng 4 đến 5 phiên nữa nhé, thì thậm chí là nó còn không xuống dưới được 1270 cơ. Nếu có đạp về 1270 nó sẽ có bật lên luôn, tại vì ở phía trước thì chúng ta có một cái đám mây khá dày đỡ ở đây. Thậm chí là về lấp gáp 1277 là đã bị bật ngược lại lên rồi á. Thì nếu mà theo chiều hướng từ tích cực trở lên, từ trung lập cho đến tích cực ấy, thì thị trường nó nên giữ được ở khu vực này trong khoảng 4 đến 5 phiên nữa, tức là sang đầu tuần sau nha anh chị. Về cổ phiếu phát đạt và đất xanh thì hôm nay em cũng đã có theo dõi. Hôm nay thì cổ phiếu nhóm bất động sản đã chỉnh từ phiên sáng rồi, chỉnh từ phiên sáng, và em cũng đã cho anh chị những cái điểm mua dành cho nhà đầu tư vào sau, thậm chí là trên phát đạt. Thì em nhắn là từ 21.9 đổ xuống là mình có thể mua và kê trước một lệnh ở 21.9.
thì hôm nay có về 21.9, sau đấy về cuối phiên thì cũng bị đạp. Đạp như này cũng rất là khó chịu nhá. Đạp như này rất khó chịu luôn. Tại vì trong suốt giai đoạn vừa rồi nó vẫn giữ được trong nền. Và hôm nay đạp với volume lớn thì nó cũng vẫn ở trong nền thôi, và chúng ta còn hỗ trợ ở tít dưới 20.6 cơ. Thì nếu nhà đầu tư nào có đang lỡ mua ở vùng trên này hoặc là mới hôm nay mua ở giá 21.9 thì chúng ta vẫn sẽ có thời gian để quan sát thêm và nhìn về thông tin của phát đạt hôm nay, thậm chí là còn chẳng có thông tin gì cơ. Thông tin về chuyển đổi khoản nợ thành cổ phiếu thì có là ở phát đạt, nhưng đất xanh thì em thấy cũng chẳng có gì cả. Hôm nay là một phiên điều chỉnh, em nghĩ là mang cái tính chất là rũ hàng thôi, và bán mạnh ở cuối phiên như này thì ngày mai ngày kia sẽ có hồi nhé. Anh chị cũng yên tâm là kể cả nhà đầu tư nào kẹp hàng thì sẽ có hồi để cho anh chị bán thôi, và lúc đấy thì mình có thể tự do đưa ra quyết định là có bán hay không. Hôm nay bán volume to thật đấy, nhưng ngày mai ngày kia sẽ có những cái phiên giao dịch mà nó nhấn chìm, nó rũ hàng luôn, nó xác nhận rũ hàng bằng cách là quay bật ngược trở lại một cái phiên tăng điểm và lấy hết lại cái sự giảm điểm của phiên ngày hôm nay. Thì những nhà đầu tư nào bán đuổi trong ngày hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai nhiều khả năng là sẽ bị rũ hàng trong một cái bối cảnh mà toàn thị trường nó đang tốt, một cổ phiếu đang đi nền rất đẹp, volume trước đấy thì đã đánh bỏ rơi và hấp thụ rất tốt cái lượng cầu, cái lượng cung từ bên trên, thì đến bây giờ việc giảm điểm trong kênh ngày hôm nay nó mang tính chất là rũ hàng nhiều hơn, và việc đạp trong ngày hôm nay kể cả về VN-Index hay là về nhóm bất động sản chắc chắn sẽ có hồi anh chị nhé. Thứ hai là đất xanh. Đất xanh thì do là cũng không không có cái bài viết gì tiêu cực nên là sáng nay mặc dù có điều chỉnh khoảng 3% thì hôm nay em cũng cho anh chị một cái điểm mua vào sau là giá 16.15 trở xuống, thì bây giờ cũng đã về gần đến cái khách sạn khung ngành ở 16 15.7 rồi. Thì nhà đầu tư nào cầm đất xanh thì sẽ cảm thấy là nó tích cực hơn nhờ việc hôm nay đạt nhưng mà volume nó không quá to, và những cái volume như này thì là những cái volume mà tạo cái cấu trúc nó rũ hàng nó dễ dàng hơn là việc mà bị bán thôi. Với volume to sẽ phải nghỉ ngơi thêm một chút, có thể là 1 đến 2 phiên anh chị. Đất xanh thậm chí ngày mai có thể bật lên luôn trong cái giai đoạn mà tạo đáy của thị trường ấy, phiên giao dịch bùng nổ thời gian ngày 16 tháng 9, và trước đó thì cái nhóm tạo hướng là nhóm bất động sản và cái con đứng lên đầu tiên là con đất xanh, thứ hai là con phát đạt, nên là để mà một cổ phiếu nó đang đứng ở trong cái nhóm dẫn dắt nhịp hồi từ cái phiên bùng nổ thời gian ngày 16 tháng 8 đến bây giờ, đất xanh và phát đạt nó vẫn luôn đứng dẫn dắt như vậy, bây giờ nó giảm thì em chỉ nhìn thấy một cơ hội để cho anh chị nào vào sau thôi, cũng chẳng thấy cái rủi ro gì nó quá lớn cả. Và cái mốc quản trị của chúng ta vẫn còn ở bên dưới, nó còn chưa chạm đến gần mốc quản trị nữa, nên là anh chị hãy hết sức bình tĩnh trong ngày hôm nay, ngày mai nếu có vấn đề gì em sẽ cập nhật trong room khách hàng. Đấy, vị thế thì có thể là vị thế của anh chị không đẹp bằng những vị thế mà ở trong room khách hàng của em, ví dụ như phát đạt. Đấy, chúng ta mua vùng giá thấp nhất rồi, vùng giá tít dưới này rồi thì cái vị thế nó khác, nhưng em sẽ vẫn đưa ra những cái mốc để quản trị dành cho nhà đầu tư và mua trên nền này. Đấy là khi mất nền nhé, ít nhất phải mất nền đi thì mình mới tính đến quản trị. Là hỗ trợ thì khung này vẫn còn ở 20.6, thì nếu không mất vùng này thì chúng ta cũng chẳng có gì cả, và cũng giống như trạng thái của VN-Index thôi, nếu mà giữ được ở vùng này không giảm sâu quá 20.6 trong khoảng 4 đến 5 phiên nữa, tức là sang đầu tuần sau sẽ có mây đỡ, và có mây đỡ thì chẳng có vấn đề gì cả, và thậm chí là chúng ta sẽ thấy một cái cấu trúc rũ hàng để lên dành cho cái nhóm bất động sản này, cũng giống như nhóm chứng khoán ở giai đoạn tháng 1, chắc khoảng 15 hay là ở chắc khoảng 15 16 tháng 1 gì đấy, khi mà đang đi ngang đang yên đang lành tự nhiên rũ cái. Để em xem lại xem là tầm ngày bao nhiêu nhé. Cái đợt đấy là banh kéo 15 tháng 1. Ở đây có một phiên này 15 tháng 1 chuẩn luôn. Là một phiên mà đến SSI thì nó cũng rũ. SSI còn đi khoảng 2,5% nhé. Volume thì nó không lớn. Nhưng mà sau đấy thì nó cũng đi lên từ từ. Hay là những cái mã cổ phiếu nhỏ hơn giai đoạn đấy như BSI. Biết ai em nhớ đoạn đấy là tăng khá tốt đấy, 15 tháng 11 xong là tăng liền tù tì 3 cây liền. Đấy, và sau là tiếp tục cấu trúc tăng. Hay là HCM giai đoạn đấy cũng tăng tốt. Một trong những mã cổ phiếu to. 15 tháng 1. 15 tháng 1 là cây này. Đấy, sau là cũng giật ngược lên và cuối cùng là tăng tiếp tục tăng. Thì đây em cũng nghĩ là một cái cấu trúc để mà chúng ta rũ hàng thôi, chứ còn về mặt tiêu cực thì em không đánh giá về cái tiêu cực gì lắm cả. Thì tốt nhất là mình sẽ không cố gắng để bán đuổi vào sáng ngày mai. Hoặc là nếu anh chị nào mà có tiền thì thậm chí là mình có thể vào mua. Đấy là những cái góc nhìn của em về nhóm bất động sản cũng như là về VN-Index. Thì nếu anh chị nào mà có đang cầm nhiều tiền hoặc là hàng của mình toàn những cái vị thế xấu, cổ phiếu thì không thấy tăng, thì có thể liên hệ lại với em nhé.
Em sẽ hỗ trợ các anh chị để chọn lại những cổ phiếu và chúng ta sẽ có những cái điểm mua phù hợp nhất. Thậm chí là trên livestream thì ngày hôm nay thì em không có pick cái điểm mua T cộng nào cả, nhưng ngày 30 tháng 9 là cái ngày gần nhất mà chúng ta có sự điều chỉnh thì cũng pick những cái điểm mua, ví dụ như Nam Long thì pick 41.2, hôm nay bị đạp cuối phiên thôi, bị đạp cuối phiên, tức là trước phiên ATC anh chị nào bán thì vẫn có lãi, tức là chúng ta sẽ chọn được những cái điểm mua mới nó rất là đẹp để anh chị có thể quản trị. Đấy, và cắt lỗ 40.9 nó cũng chưa chạm luôn, cắt lỗ cực kỳ nhỏ, có 0.3 giá thôi mà nó còn chẳng chạm nữa, thì nó là tầm quan trọng của điểm mua trong giai đoạn này. Có lẽ là chúng ta sẽ cần thảo luận với nhau thêm để mà cơ cấu danh mục dành cho những nhà đầu tư cầm tiền và nhà đầu tư nào cầm hàng, thì em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều trong những ngày qua rồi. Hãy cố gắng cầm và chúng ta sẽ được hưởng những thành quả rất to lớn ở trong tương lai. Em đã từng có những deal gấp 1,5 gấp 2 chỉ trong năm gần đây thôi, năm 2023, thì em cũng mong là anh chị sẽ cố gắng là cầm được với em những cái deal như vậy, chứ còn đánh trong sideway này cứ lên bên trên rồi rồi mua rồi rũ một cái xuống bên dưới mình lại bán mất thì nó chỉ đem lại những cái thiệt thòi dành cho chúng ta thôi nha anh chị. Và lời cuối cùng thì em xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để xem đến giờ phút này. Em cũng xin cập nhật lại một chút nữa là chúng ta sẽ có lịch hoạt động là video nhận định thị trường vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ tối. Ngoài ra thì em có livestream trong giờ khớp lệnh sáng vào trên kênh Ichimoku Định Phát vào lúc 8 rưỡi cho đến 11 giờ sáng, 11 giờ 30 sáng kết thúc phiên sáng đấy. Cũng như là buổi tối thì từ thứ hai đến thứ năm thì có livestream cùng với em Tín để trực tiếp tư vấn đầu tư cơ cấu danh mục cho anh chị. Anh chị có thể đồng hành với em bằng cách là mở một tài khoản SSI về với room của em bằng cách là gắn ID vào để giao dịch bên SSI là được. Số Zalo ở đây, anh chị có thể mở sau đó liên hệ với Zalo hoặc là liên hệ đến số Zalo này để em hướng dẫn anh chị một tài khoản nhé. Ngoài việc được cập nhật vào room chiến lược, cập nhật thị trường, cập nhật cổ phiếu, tư vấn những điểm mua bán, thì anh chị sẽ được dùng app chứng khoán ITP nữa. App chứng khoán ITP là một cái app mà đang có những cái robot và đội ngũ trader để lọc mã cho anh chị. Sẽ có rất nhiều mã chứng khoán, một môi giới thì chắc một ngày chỉ lọc cho anh chị được khoảng 100 mã, 100 mã ngồi lọc đi lọc lại cho nó kỹ, nhưng một con robot nó có thể 1.000 mã thì sẽ cho anh chị những cơ hội nó nhiều hơn và chuẩn xác hơn anh chị. Rồi, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ và bình an bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại anh chị vào trong các buổi livestream cũng như là các video tiếp theo.